Vâng, Tinh Quyền xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Tinh Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay tiếp tục chia sẻ gửi đến cho tất cả các chú anh chị một số cái thông tin liên quan đến câu chuyện của Xu Nguyệt Phương Hằng, cũng như là cái thông tin mới đây trên kênh YouTube của chị Lan đó, tiếp tục chia sẻ một số những cái nội dung liên quan đến cái vụ án. Và cái câu chuyện điều đặc biệt đó chính là thông tin từ phía luật sư của Hằng Ni. Như là Thanh Quyền đã chia sẻ rồi, là Hằng Ni có một luật sư tên là ông Đỗ Doãn Đại. Nhưng mà cái thông tin mới nhất đó thì được biết tiểu sử của ông Đỗ Doãn Đại này xuất thân từ là một kiểm sát viên tại thành phố Hồ Chí Minh nha cô chú anh chị. Đâu đó là ở quận 11 thì phải. Và theo thông tin của gọi là đồng đội của chị Lan chị chia sẻ đó, thì luật sư này vẫn đang gọi là cùng với những cái luật sư khác đó, họ tiếp tục làm mọi thứ để có thể gọi là thay đổi cái tư cách tham gia tố tụng, đặc biệt là đối với gọi là chị Ni cùng với một số những cái người khác như là anh Hiển rồi chị Lan, anh Hưng vân vân, họ vẫn đang tiếp tục trong cái công tác gọi là muốn thay đổi cái tư cách tham gia tố tụng để có thể trở thành bị hại của bà Nguyễn Phương Hằng. Điều đặc biệt đó chính là họ có, nếu thay đổi được gọi là cái tư cách tham gia tố tụng đó, thì họ có thể gọi là kháng cáo nè, rồi cho đến là những cái yêu cầu gọi là bản án đối với bà Nguyễn Phương Hằng, vân vân các kiểu. Thì nghe cái thông tin thì là vị luật sư này trước đó là một trong những cái kiểm sát viên của gọi là viện kiểm sát nha cô chú anh chị, cho nên là họ rất là tự tin rằng ông Đỗ Doãn Đại này có thể làm thay đổi cái gọi là cái tư cách tham gia tố tụng của họ. Cho đến giờ phút này họ vẫn gọi là tự tin cái điều đó thưa cô chú anh chị. Bên cạnh đó thì theo thông tin mới nhất thì chị Đinh Lan đó, chị Đinh Lan cũng đã có thông báo trên kênh YouTube của mình. Lan cho rằng là mình hiện tại đã không chỉ có hai luật sư mà thậm chí gọi là ba luật sư luôn cô chú anh chị. Không biết rằng Đinh Lan thuê nhiều luật sư để làm cái gì luôn. Với cái tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đó, thì Đinh Lan lại thuê đến ba luật sư. Trong khi đó thì bà Nguyễn Phương Hằng chỉ có một luật sư thôi, một luật sư duy nhất, và bà ấy đã từ chối cho đến 4-5 người khác rồi. Đó là một trong những cái điều mà Thanh Quyền thấy rằng là nó khá là có cái dự tính từ trước. Khá là khó hiểu khi mà Xu Nguyệt Phương Hằng đã từ chối đến 4 người, khiến cho rất là nhiều người khán giả cảm thấy gọi là lo lắng cho bà Nguyễn Phương Hằng. Tại sao bà ấy lại gọi là từ chối luật sư? Nếu như mà có nhiều người thì cái khối lượng công việc nó sẽ được giảm áp lực, và luật sư thì càng nhiều thì nó cũng càng tốt chứ đâu có hại gì đâu. Nhưng mà rõ ràng chúng ta có thể hiểu được rằng mọi quyết định của Xu Nguyễn Phương Hằng đều có cái lý do riêng của bà ấy. Cho đến giờ phút này thì cũng chỉ có duy nhất là ông Hồ Nguyên Lễ sẽ tham gia bào chữa cho bà Nguyễn Phương Hằng cũng như là ba trợ lý còn lại. Thưa quý vị, còn riêng đối với chị Lan thì theo thông tin mới nhất, chị Lan có ba luật sư. Thứ nhất đó chính là ông Trần Thanh, thứ hai đó chính là ông Đinh Anh Tuấn thuộc đoàn luật sư của thành phố Hà Nội. Còn ông Trần Thanh thì chúng ta được biết đó là một trong những cái phóng viên từng công tác tại báo Sài Gòn Giải Phóng thưa cô chú anh chị. Thì ngày hôm nay chị Lan đã báo tin rằng là ông Trần Thanh này tiếp tục gọi là làm những cái thủ tục để mà có thể thêm một luật sư, bởi vì cái công việc nó rất nhiều. Không biết rằng là cái câu chuyện của chị Lan là công việc là nó kinh khủng đến mức nào, cho nên là Đinh Lan phải thêm một luật sư nữa. Tổng cộng Đinh Lan có 3 luật sư tham gia bảo vệ cho Đinh Lan thưa quý vị. Thì còn cái câu chuyện mà ngày hôm nay tại nhà của chị Lan xảy ra một cái vấn đề, đó chính là có cái anh nào đó anh đến mời chị Lan sầu riêng. Nhưng mà chị Lan lại dùng những cái từ ngữ có thể nói là thó mạ chửi bới người ta rất là nhiều. Thì sau đây xin mời cô chú chị chúng ta cùng xem một cái đoạn video clip mà chị Lan đã gọi là núp trên sân thượng, núp trên sân thượng nha, để mà quay người ta, trong khi người ta chỉ đến mời Đinh Lan uống cà phê cũng như là mời Đinh Lan ăn sầu riêng thôi. Một trong những cái clip mà lột tả hết được cái bản chất của Đinh Lan. Đinh Lan dùng những cái từ ngữ thô tục, trong đó có đâu là hình như là mẹ hay là bà ngoại của chị Lan nữa nha quý vị. Rồi xin mời cô chú anh chị chúng ta cùng đến đoạn video clip ngắn tại nhà của Đinh Lan.
Tôi không quen biết, bây giờ có người tặng sầu riêng cho bà. Tôi lại đây, tôi mời bà, à, có nhận sầu riêng không? Là có người mời Lan sầu riêng. Không, không, không. Có mình à. Tôi tấn công ở nhà bà chưa, tôi ngồi đây tôi mời bộ cà phê mà tấn công cái gì? Mời uống cà phê mà có gì đâu. Không quen thì thôi. Không quen thì thôi. Không quen thôi có gì đâu. Hỏi gì? Hỏi chi vậy? Hỏi em biết thì tố cáo phải cho công an chứ. Sợ quá, sợ quá. Mày hiền quá vậy, có thằng này không mà mày hiền vậy? Hiền không? Quá trời hiền luôn. Không được chạy nha, đừng chạy xuống, không được chạy. Sợ biết. Xuống đi. Ờ, kia xuống đi. Sợ quá, kia xuống đi mà đủ không lên. Sợ lại đâu, sợ lại. Ngủ một phê có ở đâu chạy? Tao muốn một phê chứ tao có mời Lan muốn một phê có gì đâu. Tao không quen với mày. Không quen thôi. Không quen thôi thì mày lấy sim đâu? Lấy sim đâu? Lấy sim đâu? Bậy à, có mình à nha, không có đâu. Không, không có vợ, tôi không có vợ. Tôi không có vợ con vậy á, có mình à. Tôi không có ủng hộ ai hết trơn á, tôi lại để mời bà uống cà phê chứ không ủng hộ ai. Không có chửi nha. Luật sư là không có chửi nha. Không có chửi nha, người có văn hóa nha. Người có văn hóa không có chửi nha. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị ba sản phẩm đến từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau nha cô chú anh chị. Đầu tiên đó chính là mật ong rừng nguyên chất, được lấy từ rừng tràm U Minh 100% nguyên chất nha cô chú anh chị. Bảo đảm hàng chất lượng cho tất cả quý vị. Một chai em đang cầm đó, đó chính là nửa lít là 750.000 miễn phí ship. 1 lít là 1.500.000 nha cô chú anh chị. Hiện tại thì em có thể giao ra nước ngoài, tất cả các nước trên thế giới luôn.
Tiếp theo đó chính là tôm khô. Tôm khô này là tôm khô loại 1, từ gọi là quê hương Bạc Liêu nha cô chú anh chị. Tôm khô loại 1, một bịch em đang cầm là nửa ký. Nửa ký thì cũng là 750.000 luôn. Một ký là 1.500.000 miễn phí ship. Tiếp theo thì là chà bông tôm. Chà bông tôm này được làm từ con tôm đất thiên nhiên, từ quê hương Bạc Liêu Cà Mau. Một hũ em đang cầm là nửa ký nha. Nửa ký là 800.000, một ký là 1.600.000, cũng miễn phí ship luôn. Ba mặt hàng của bên em gồm có là tôm khô, chà bông cũng như là mật ong rừng đó, thì ba mặt hàng này đều miễn phí ship và hiện tại đều có thể giao qua tất cả các nước trên thế giới. Các vị khán giả nào trong và ngoài nước có nhu cầu sử dụng thì mong rằng cô chú anh chị ủng hộ đặt hàng qua các số điện thoại em đang ghi trên màn hình 0395652797. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị.